Từ trong căn bếp của mỗi gia đình, chúng tôi tìm được những cá tính, những đam mê, những sáng tạo đang nung nấu trong tim các bạn nhỏ. Và chúng tôi luôn khuyến khích những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Đến với gian bếp của Cú Đầu Bếp Nhí Việt Nam 2016, chúng tôi muốn các bạn nhìn thấy một thế giới ẩm thực hoàn toàn mới lạ qua đôi mắt trẻ thơ. Ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn bè Nam Châu hình ảnh một dân tộc Việt Nam hiện đại bằng những tư duy sáng tạo của các bạn nhỏ, những ước mơ cần được nuôi dưỡng, những trải nghiệm thú vị đang chờ đợi phía trước. Một hành trình mới đang được bắt đầu từ ngày hôm nay. Chúng tôi hân hoan chào đón các em, một thế hệ đầu bếp nhí tài năng của Việt Nam. Thấy các em trong gian bếp này với sự tinh nghịch, sự tưởng tượng phong phú và cái sáng tạo của các em đến với món ăn trong cái cảm xúc yêu thương của mình với món ngon dành cho gia đình. Chú đã từng như các con là một người yêu thích và say mê ẩm thực. Chú chúc cho các con luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc trong căn bếp của chính mình. Cái đam mê rất là quan trọng. Mình có đam mê thì mình sẽ làm tốt nhất. Cố gắng lên các em nha. Được vào top 27 thì con cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vui và hạnh phúc khi mà cũng là sự thật. Xứng đáng với một phần với công sức mình đã luyện tập. Để con muốn đạt được giải vô địch quán quân đợt thứ nhất của Cú Đầu Bếp Nhí. Con bước vào căn bếp của Cú Đầu Bếp Nhí Việt Nam thì con cảm thấy rất là hào hứng. Nhìn được cái gian bếp to khổng lồ như thế này rất là vui mắt và sướng. Và con nghĩ là con có thể nấu ăn thật hay để được lên TV. Lần đầu tiên mà được thấy cái thần tượng cũng như là những người mà mình cũng rất là thích ngoài đời thì cảm giác là rất là hào hứng. Con thích cô Thị Hải nhất vì là cô ấy vừa hiền. Cô ấy là người Huế mà con rất là thích người Huế, với cô cũng là con gái. Con thấy được những sự mới mẻ, những điều mà con không biết trước đây ở gian bếp ở nhà. Cảm ơn chú Chucky nhé. Chú ấy là một người đầu tiên, chú ấy nấu món ăn rất là ngon và đã từng nấu các nước. Trải qua hàng ngàn thí sinh của mùa đầu tiên Cú Đầu Bếp Nhí, các con là đầu bếp nhí xuất sắc nhất của Việt Nam. Yeah! Các con có vui không? Đuôi nghe chưa gõ? Một lần nữa. Ok. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt của các con. Các con không còn nấu trong căn bếp của mình với ba mẹ mình nữa, mà các con đang nấu trong một căn bếp lớn của Cú Đầu Bếp Nhí năm 2016. Đây là một cơ hội đặc biệt mà không phải thiếu nhi nào cũng có được, nên các con sẽ tận hưởng cái thời gian cũng như ẩm thực trong căn bếp Cú Đầu Bếp Nhí này. Và chúng tôi nghĩ rằng các bố mẹ nhiều khi còn xúc động và lo lắng hơn các con rất là nhiều. Và chú Alan tin rằng các con sẽ đáp lại cái tình cảm của bố mẹ các con đã dạy dỗ các con là những đầu bếp nhí xuất sắc ngày hôm nay bằng sự sáng tạo, bằng niềm đam mê, bằng cách thể hiện hồn nhiên trong từng ngày. Con rất là muốn thử sức mình và muốn tìm hiểu hơn về nấu ăn. Con muốn đặt một cái cột mốc ở cái độ tuổi của mình là một có thể là một Cú Đầu Bếp Nhí Việt Nam. Để thành
một vua đầu bếp nhí. Các con sẽ vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nhưng chủ tình, các con sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Các con phải cố lên. Con sẽ cố gắng để trở thành vua đầu bếp 2016. Một trong số các con sẽ trở thành vua đầu bếp nhí đầu tiên của Việt Nam với giải thưởng là 200 triệu đồng. Đây là cuộc thi quan trọng nhất của đời con. Nó quyết định số phận của con. Các con sẽ làm gì với giải thưởng này? Con? Dạ, con sẽ mua thật nhiều đồ chơi và giúp những bạn khó khăn hơn con, cũng như là đền đáp lại bố mẹ con. Dạ, con muốn mở một nhà hàng lớn. Con sẽ thử tất cả món để con chế tạo các món mới. Ngay bây giờ, các con sẽ chia làm 3 nhóm. Thử thách đầu tiên sẽ quyết định thí sinh nào được vào vòng tiếp theo. Sẽ có 3 lượt thi để tìm ra 12 món ăn ngon nhất, đồng nghĩa với việc chỉ có 12 thí sinh được tiếp tục giấc mơ trở thành vua đầu bếp nhí Việt Nam mùa đầu tiên. Những bạn ra về chia tay với những người bạn mới trong căn bếp vua đầu bếp nhí Việt Nam. Nhưng các con cũng đừng buồn và nhớ rằng các con là những người đầu bếp nhí xuất sắc nhất. Và khi rời khỏi căn bếp này, các con sẽ thể hiện những kỹ năng nấu nướng của riêng mình tại gia đình và luôn luôn yêu ẩm thực các con nhé. Tất cả các con đã sẵn sàng chưa? Chưa ghê gõ. Một lần nữa. Yeah, ok. Con cũng có mơ ước là con được một lần đứng vào vua đầu bếp. Một cái bếp của vua đầu bếp rất là lớn và rất là đẹp. Bây giờ cô mời bạn đầu tiên, đó là Quốc Hưng, Vân Anh, Thảo Ngọc, Mai Ngọc. Đứng trong vua đầu bếp nhí dân bếp cùng với các bạn thì con có cảm giác hơi lo sợ. Sợ là mình sẽ mất bình tĩnh trong cái lúc mình nấu ăn. Trọng Hiền, Thanh Hải, Thu Thủy, Linh Đan. Khi ban giám khảo gọi tên con thì con cảm thấy hơi run. Bạn cuối cùng, Minh Anh. Đây chính là chính bạn nhóm đầu tiên bước vào cuộc thi vua đầu bếp nhí Việt Nam 2016.